có một bomby giới thiệu các bác này. Phải nói là chất âm con này đỉnh cao luôn. Bát đánh cực sâu, đặc trưng của dòng Sony. Hình thức mặt tiền còn rất mượt mà, góc cạnh không sứt mẻ nhưng có xước nhẹ vài chỗ. Tôi để cái giá rất ok, 2,8 triệu đồng thôi. Sony V606. Tôi đã mở sẵn nắp, mời các bác xem. Hàng bãi nguyên zin 100% nha. Đánh hai đôi loa ABE cộng B là loa chính, ngoài ra còn có loa phụ, loa surround, loa center, loa xúc điện. Cân loa ở đây, bass mode là chế độ tăng bass, tông nhạc đây, chế độ này để chế độ sáng và to, bấm vào đây xong tăng giảm, tăng giảm. Con này đánh bass cực kỳ ấn tượng luôn, phải nói là đặc trưng của dòng Sony, đánh bass rất là phê. Tôi sẽ quay qua, tôi sẽ mở nhạc to hơn. Tại sao tôi bảo con này nó hay như vậy? 2,8 triệu đồng, hàng bãi nguyên zin 100%. Loa A, loa B, loa phụ, loa xúc điện, đường vào đầy đủ. 195W, điện 100V, sản xuất tại Malaysia, số series 6905. Đây, nguồn đây. Đây là nó phủ lớp nhựa nha, chứ không phải gì đâu các bạn nha. Lớp nhựa made in Malaysia. Con này nó chạy tầm 10 con sò, 4 con sò phía trên và 6 con sò phía dưới. Có nghĩa hai hàng, hàng trên và hàng dưới các bác nhá. Ở phía trên mình sẽ nhìn thấy 4 con, phía dưới là 6 con. Đây, những cái này là tản nhiệt của nó nguyên bản từ nhà sản xuất nhá. Còn cái tản nhiệt này các bác có muốn mua cũng không có mà bán đâu. Nên nhiều người nhìn nó bôi này lại nghĩ là thay sò. Nói luôn các bác, những con âm ly này tôi bán ở cửa hàng lớn như bọn tôi, sò, nguồn, nghiếc, phải nguyên zin 100%. Khẳng định điều đó nha. Nên nếu mà ai đã mở nhiều âm ly ra thì biết, những cái con âm ly nó làm thủ công, nó bôi vào mà thì là nó sẽ có vết, là nó rơi ra thôi. Nó là cái chất tản nhiệt chứ không phải là máy nó lắp ráp cái sò này vào đây. Thế thôi. Đấy là tôi nhắc về. Thỉnh thoảng có con tôi mở nắp ra bên trong, nhiều người nhìn thấy toe toét. Thỉnh thoảng thôi chứ không phải nhiều người lại bình luận bảo thay sò. Đấy, những loại này thì những con âm ly như này mà thay sò thì nói chuyện đấy. Hàng đã bảo zin 100% là zin 100%. Con này tôi chỉ lau chùi xong rồi đăng luôn, mời các bác xem thôi. Tôi sẽ mở nhạc lại. Nói đi, bát đánh cực hay luôn, có chế độ bát bót này. Tiếng rất khỏe, đánh bát 35 đơn giản với con âm ly này. Tiếng căng nét luôn. 2,8 triệu, đánh hai đôi loa. Tiếng bass nó ra quá ấn tượng luôn. Anh đóng bên lưng tình. Trái có tiếng này. Có phải có nghe muôn côn trùng trong đêm trường. Ghép vang và hát karaoke gia đình nhẹ nhàng với những loa chính hãng, loa Nhật, loa Mỹ, ok. Loa tàu không tính nhá. Xin chào, hẹn gặp lại. Đặt cọc 1 triệu là tôi gửi hàng đi qua Viettel nhà xe khách. Xin nhắc lại giá chuẩn 2,8 triệu đồng một con âm ly quá đỉnh cao về chất âm luôn. Với cái giá mặt tiền vàng chanh nhạt rất đẹp. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại.